Vừa nãy trời mưa to, mát và hơi se lạnh một chút. Mình đang không biết tối nay sẽ nấu cơm với gì đây, thì bố đưa cho một bọc tôm. Đây là tôm ở ao nhà mình, hôm trước bố đánh bắt quái được ấy. Đúng là bố mẹ nào cũng luôn dành những thứ ngon nhất cho con. Ông đã ăn hết những con nhỏ rồi, còn để phần toàn cũng con to cho bọn mình về thôi. Mà phải công nhận là mấy con tôm này nó bé nhưng mà cái càng của nó to và dài ghê. Thỉnh thoảng ấy mình còn bắt được con có trứng cơ. Công nhận là nhìn tôm ở ao nhà trông khác bò thật đấy, nhưng mà cái càng của nó cứng lắm và sắc nữa, đâm vào tay nên là mình sẽ bỏ đi không ăn. Bữa tối nay chỉ có bố mình, anh trợ lý và hai đứa cháu, cho nên là mình sẽ làm bữa cơm đơn giản thôi. Tôm mình sẽ rang xém trước rồi mới đảo cùng với thịt cháy cạnh. Cái tôm mà nó chắc thịt và ngọt lắm nên chỉ cần ăn rang không đã thấy ngon rồi. Đảo cùng với thịt cháy cạnh, cái mỡ của thịt nó ngấm vào ăn càng ngon. Thêm tí nước mắm nữa cho nó thơm và dậy mùi. Tiếc là nhà hết mất hạt tiêu rồi, mà trời mưa nên mình ngại đi mua, chứ nếu không là có hạt tiêu nó mới chuẩn vị. Thịt này nhà mình rang là nó cứ phải cháy cạnh một chút cho nó ra mỡ để ngấm vào tôm, ăn nó mới ngậy mà ngon. Phải nói là cái món này nó thơm và nịnh mũi cực kỳ luôn. Mấy đứa cháu mình nó ngồi ra xem tivi ấy, mà nó ngửi thấy nó cứ hỏi món gì. Món này rang cứ đầm đầm một chút thì có mà ăn được mấy bát cơm. Hôm nay sẽ có thêm rau muống luộc và canh. Hôm trước ai cho bố một khúc cá chê 4 phần trong tủ đợi chúng mình về cùng ăn, nên hôm nay mình nướng luôn. Có mấy ông cơm, có mấy cô ăn, cô ăn được không ăn cơm? Con mấy ông ăn cơm, con mấy cô có ăn cơm. Nhà mình ăn cơm. Ok. Bọn trẻ con nhà mình thì khá là lười ăn tôm nhỏ và chỉ thích ăn thịt thôi. Bình thường rang tôm không mà chúng nó sẽ không ăn đâu, nhưng mà hôm nay cái món này hấp dẫn quá, làm chúng nó cũng mê luôn. Tôm chắc thịt vào mỏng và thơm, hòa quyện với mỡ của thịt ăn nó ngậy ngậy, béo béo. Không biết có phải là do không khí ở nhà không mà mình thấy ăn món gì hôm nay cũng ngon ý. Khúc cá thì mình đã ướp trước từ hôm qua cùng với giềng và sốt ướp, nên là hôm nay chỉ việc cho vào nồi chiên không dầu nấu cho nhanh. Cũng may là gần đến giờ cơm thì có điện, chứ nếu không thì chẳng biết nấu cơm kiểu gì. Về quê rau sống, rau thơm thì bạt ngàn, nên là nhà mình có hái một ít đem vào để cuốn với cá và tôm. Hôm nay mình còn lời mình chẳng pha nước chấm đâu, nên là anh trợ lý chỉ rót tí nước mắm cho thêm tí chanh. Mình không cho ớt tại vì bố chồng mình không ăn được cay. Rau sống là cực kinh giới, tía tô, diếp cá, mình ăn thoải mái mà còn thích luôn. Cứ chỉ cuốn tôm cá với rau sống, chờ với mắm chanh, thế mà đưa cơm phải biết. Anh trợ lý còn x2 cả vừa cá vừa tôm cơ. Tôm và cá thấm đẫm gia vị, cuốn với mấy loại rau sống, chấm với tí mắm chanh, thế mà hết cả rổ rau. Mình thì cứ phải làm bát cơm chan canh đã. Mà ở quê mọi người hay ăn canh chua rau muống với sấu hay là chanh?